ít ai biết rằng có một quốc gia châu Phi xa xôi tên là Chad. Thật đấy, không hề đùa. Ở đất nước đó, người dân vẫn sống một cuộc sống cực khổ bậc nhất thế giới. Đấy là chuyện bây giờ. Còn trước đây, quốc gia này cũng phải trải qua một cuộc chiến lâu dài để chống xâm lược, bảo vệ độc lập đất nước. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây là trong trận đánh quyết định vận mệnh đất nước, họ cùng nhiều quốc gia châu Phi khác đã đặt tên cho trận đánh đó là Trận Điện Biên Phủ của nước Chad, diễn ra vào tháng 3 năm 1987. Tại sao lại có cái tên này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết Trận Oadi Doum, Trận Điện Biên Phủ của Sa Mạc của tác giả Phạm Đăng được đăng trên website của Spyroom nhé. Sơ lược về chiến tranh Libya, Chad đến trước trận Oadi Doum. Về căn bản, Libya và Chad là hai nước láng giềng ở Bắc Phi. Libya ở về phía bắc của Chad. Trước đây, Libya là thuộc địa của Ý, được trả độc lập sau Thế chiến thứ hai. Còn Chad là thuộc địa của Pháp, chưa từng có quốc gia riêng. Tới những năm 1960, được người Pháp trao trả độc lập mới có lịch sử của riêng mình. Nước Chad có địa hình, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, có thể nói là một trong những quốc gia khủng khiếp nhất. Địa hình và cảnh quan tuyệt đại đa số là núi cao và sa mạc. Và hai thứ này kết hợp lại tạo nên những cồn cát dốc đứng thường xuyên, cao tới hàng trăm, hàng ngàn mét. Do vậy mà trong lịch sử cho tới ngày nay, nước Chad rất ít người sinh sống, mà chỉ là tuyến đường trung chuyển giữa các dòng thương nhân và dân du mục. Mà một trong những dòng thương nhân chủ yếu trong lịch sử là từ những tay buôn nô lệ Ả Rập. Họ bắt người dân da đen châu Phi ở phía nam đi xuyên qua sa mạc Sahara để tới Bắc Phi, Địa Trung Hải. Chiếu vào bài này, các bạn nên hiểu rằng người Ả Rập ở đây là nói tới nước Libya, còn người da đen châu Phi bị bắt ở đây là nói tới nước Chad. Nói dông dài như vậy trong phần này là để các bạn tự hình dung và hiểu được mối quan hệ không lấy gì làm êm đẹp giữa Libya và Chad. Không cần giải thích thêm, cũng tự hiểu được là tại sao người Libya luôn coi Chad là quốc gia hạ đẳng. Người dân Chad chỉ đáng là món hàng để buôn bán. Khi Chad trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1960, thì người Libya tin rằng mình phải lấy lại vùng đất đó. Và thế là từ năm 1965, người Libya đã can thiệp vào Chad, kích động một cuộc nội chiến ở nước này. Cũng nhắc thêm rằng, vào năm 1965, Libya còn là một vương quốc. Tới năm 1969, đại tá Muammar Gaddafi đảo chính lên nắm quyền ở Libya. Dưới thời Gaddafi, sự can thiệp của Libya vào Chad lên một tầm cao mới. Quân đội Libya đã chiếm một nửa lãnh thổ miền Bắc nước Chad. Trong gần 30 năm, nước Chad bị chia đôi. Từ vĩ tuyến 16 trở lên phía Bắc, bị quân Libya chiếm đóng. Từ vĩ tuyến 15 trở vào phía Nam, nước Chad vẫn giữ được độc lập và có quân đội Pháp đóng quân để hỗ trợ. Quá trình chiến tranh 30 năm đó xin phép không nói tới ở đây. Chỉ cần các bạn biết rằng, cho tới năm 1986-1987, quân đội Chad đã đẩy lùi quân đội Libya về sát biên giới, chỉ còn cách một hành lang hẹp chừng 200 km gọi là dải Aouzou. Đây là lãnh thổ cuối cùng mà quân Libya chiếm đóng và cũng là nơi đặt tổng hành dinh của quân Libya. Tổng hành dinh của quân đội Libya vào năm 1987 đặt tại căn cứ Oadi Doum, theo tiếng địa phương gọi là thung lũng Oadi. Chỉ huy quân Libya ở Oadi Doum lúc đó là Khalafi Haftar, nhân vật quyền lực thứ hai của Libya, chỉ sau Muammar Gaddafi. Quân số Libya đóng ở Oadi Doum ban đầu vào khoảng 10.000 tới 12.000 quân, nhưng sau nhiều biến động trên chiến trường, vào thời điểm tháng 3 năm 1987 nổ ra trận đánh cuối, chỉ còn 5.000 quân đóng ở đây. Bất chấp điều đó, Oadi Doum vẫn được coi là một pháo đài bất khả xâm phạm của quân Libya. Nó được bảo vệ bởi cả tự nhiên và nhân tạo. Về tự nhiên, Oadi Doum là một thung lũng, bao bọc xung quanh bởi các khối núi, cồn cát cao trăm mét tới, không thể tiếp cận từ hai bên. Đường bộ duy nhất để đến được Oadi Doum chỉ có theo hướng Bắc Nam, mà phía Bắc là quân Libya. Do vậy, người Chad muốn đi tới Oadi Doum bằng đường bộ chỉ có một đường độc đạo là đi qua căn cứ Fayalajo ở phía Nam. Tuy nhiên, ở đây bạn chỉ cần biết rằng căn cứ đó đã thất thủ vào đầu năm 1987. Do vậy, coi như quân đội Chad đã tiếp cận căn cứ Oadi Doum. Về nhân tạo, quân Libya đã rải kín mìn quanh căn cứ của Oadi Doum. Vốn dĩ cũng chẳng có ai sống. Với bãi mìn dày đặc như thế, rất khó để lục quân Chad tiến vào mà không bị tiêu diệt. Ngoài ra, bên trong căn cứ Oadi Doum cũng có sân bay, không quân và phòng không cực mạnh được Liên Xô tài trợ, nên tự tin sẽ vùi dập quân Chad ngay từ bên ngoài. Với mọi điều như thế, không khó lý giải sự tự tin của người Libya trước trận chiến về pháo đài bất khả xâm phạm này. Sự can thiệp của người Pháp, bước đệm và bước ngoặt. Những phân tích vừa rồi cho thấy rằng người Chad không có cơ hội nào để đánh vào Oadi Doum. Tuy nhiên, nhân tố quyết định đã xuất hiện thay đổi tình hình.
nước Pháp vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến đã ra tay hỗ trợ nước Chad. Bạn không cần biết quá sâu về mối quan hệ giữa Pháp với cả hai nước là Libya và Chad vì nó rất phức tạp. Bạn chỉ cần biết Pháp là đối tác của hai nước này, tùy theo thời điểm mà giúp bên này hay bên kia. Nhưng vào thời điểm năm 1987, người Pháp nghiêng về nước Chad trước thời khắc định mệnh của quốc gia này. Người Pháp làm việc quan trọng đầu tiên là vào tháng 2 năm 1986, sau đó tới tháng 1 năm 1987, họ làm lại. Đó là việc ném bom không kích căn cứ Aldidoum. Hai cuộc không kích đã làm hỏng đường băng và phá hủy nhiều máy bay của quân Libya. Do đó, trong trận chiến quyết định vào tháng 3 năm đó, không quân Libya không thể tham chiến hỗ trợ Aldidoum do mất đường băng. Họ phải sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22 của Liên Xô, cất cánh từ Libya để ném bom, kết cục cũng bị bắn rơi. Sau khi loại được không quân Libya, câu hỏi tiếp theo là làm sao để quân Chad vượt qua bãi mìn? Câu trả lời được người Pháp cung cấp luôn. Họ chở lính Chad bằng máy bay rồi thả họ nhảy dù xuống căn cứ. Đúng vậy, vào tháng 3 năm 1987, máy bay vận tải của quân đội Pháp đã thả binh lính và khí tài của quân đội Chad vào giữa căn cứ Aldidoum. Một đòn đánh bất ngờ khiến quân Libya hoảng loạn. Nhiều người và xe chạy loạn ra ngoài căn cứ và kết thúc bằng việc bỏ mạng trong bãi mìn của chính mình. Chiến thắng Aldidoum, Điện Biên Phủ của sa mạc. Không mất nhiều công để nói về diễn biến trận chiến, nói thẳng luôn rằng sau vài ngày chiến đấu, quân đội Chad, chủ yếu là lính dù, đã chiến thắng quân đội Libya. Mặc dù phía Libya có lợi thế vượt trội về vũ khí, nhưng vì tinh thần đã xuống rất thấp nên nhanh chóng bại trận. Vào đêm ngày 22 tháng 3 năm 1987, toàn bộ căn cứ Aldidoum với hơn 5.000 lính Libya cùng toàn bộ vũ khí, khí tài đầu hàng. Tổng tư lệnh Khalifa Haftar cùng toàn bộ sở chỉ huy quân Libya bị bắt sống dưới hầm. Chiến thắng Aldidoum đã đặt dấu kết thúc cho cuộc xâm lược kéo dài hơn 30 năm của Libya vào Chad. Chiến tranh dù vậy chưa kết thúc, vì sau đó quân Chad còn đánh sâu vào biên giới Libya, quấy rối một thời gian mới ngừng. Ngoài ra, sau chiến thắng Aldidoum, còn có một sự kiện đáng chú ý khác là chiến dịch của Mỹ để thu giữ những khí tài quý giá của Liên Xô bị quân Libya bỏ lại, tiêu biểu là trực thăng Mi-25. Bây giờ, quay lại vào tiêu đề của video. Tại sao lại có tên Điện Biên Phủ trong này? Đó là sau khi ngồi ngẫm lại, các nước châu Phi thấy có quá nhiều điểm chung giữa chiến công của người Chad với Việt Nam năm 1954. Cả hai nước đều trải qua cuộc chiến dài và khốc liệt để gìn giữ độc lập. Ở trận đánh cuối cùng, kẻ thù đều dồn vào một căn cứ lớn, tự tin pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng về sau đều bị phá sập, toàn bộ sở chỉ huy bị bắt sống nhục nhã. Quan trọng hơn, chiến thắng này của người Chad mang ý nghĩa và tầm vóc tương tự như trận Điện Biên Phủ vào năm 1954. Khi nó cho thấy một quốc gia nhỏ bé với quân đội non trẻ có thể đánh bại được kẻ thù mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng cổ vũ tinh thần đấu tranh cho các nước châu Phi chống lại những kẻ xâm lược người Ả Rập, vốn là kẻ thù truyền kiếp trong hàng nghìn năm, đối với họ còn tệ hơn thực dân phương Tây. Với tất cả những ý nghĩa đó, người dân các nước châu Phi đã tự hào gọi trận đánh Aldidoum vào năm 1987 là trận Điện Biên Phủ của nước Chad, hay còn có tên gọi là trận Điện Biên Phủ trên cát hoặc Điện Biên Phủ của sa mạc. Tuy nhiên, điều này có vẻ chạm tới nỗi đau của người Pháp, vì họ là bên bại trận ở Điện Biên Phủ không muốn nhắc lại. Thậm chí, tương truyền rằng sau trận Aldidoum, tướng Khalifa Haftar dù bị bắt làm tù binh, vẫn kịp nhục mạ người Pháp. Cụ thể, khi một sĩ quan Pháp tới định tra khảo tướng Haftar, ông bình tĩnh trả lời: "Tôi là tù binh của người Chad, không có nghĩa vụ phải trả lời người Pháp các ông." Do vậy mà bạn sẽ ít khi thấy người Pháp đề cập tới cái tên Điện Biên Phủ của sa mạc này, mà chủ yếu sẽ bắt gặp nó ở những nước châu Phi nếu bạn có may mắn gặp được những người đã từng sống ở thời kỳ đó. Và đó là những thông tin được tác giả Phạm Đăng chia sẻ xung quanh trận đánh mang tên Điện Biên Phủ của sa mạc. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Spyroom và cũng đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung khác thú vị trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thị.